Thưa quý vị, tình trạng bò thả rông trên đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, phóng uế tại nơi công cộng, phá cây cảnh của người dân trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã gây bức xúc nhiều năm qua. Tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri từ quận đến thành phố, người dân nhiều lần phản ánh, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra, xử lý nhưng vấn nạn này vẫn chưa triệt để. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Bò nhiều lắm, bò cả bài rứa. Mà ăn vô ăn công viên nè, với lại đây ngoài đường rồi thả chắc bẩn ra đó. Bảo vệ của cái tập đoàn mà đáng ở trên địa bàn đây nè, là hắn giấy miết, đuổi miết nhưng mà hắn vẫn cứ thỏa rất là nhiều. Cả bài rứa rất là nhiều. Đi cả bài rứa đâu có biết chủ là ở đâu. Hắn chạy tung ra rứa đó, có lần là xe đứng lại cả đoàn luôn. Bị kẹt xe đó, cho cái đoàn bò đi qua đó. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng bò như thả rông dọc theo các tuyến đường Mai Đăng Chương, Võ Chí Công, Nguyễn Chí Lan và vào tận khu đô thị sinh thái quận Ngũ Hành Sơn là khá phổ biến. Bò vào hiên nhà phong uế, phá cây cối của dân. Buổi tối, từng đàn bò đứng nằm ngổn ngang giữa đường. Trong sân bóng đã trở thành vấn nạn lớn, không những làm xấu đi hình ảnh mỹ quan của khu đô thị sinh thái mà còn gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn bao mối tai họa khôn lường cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bò thì nói chung là nó tới rất nhiều, mà nó ở đâu á, không những bò mà còn trâu nữa. Nó tới còn mấy chục cả trăm con đó. Rồi nó phá cây cối, cây cảnh của người dân, rồi nó phóng uế bừa bãi trước nhà. Trâu bò ở đây là rất nhiều. Và nó đi lại là không theo một cái giờ giấc nào cả. Buổi sáng sớm đến là nó tập trung ở khắp nơi, rồi có khi nó nằm la liệt ra ngoài đường, rồi nó phóng uế ra ngoài đường rất nhiều. Là gây ảnh hưởng đến cái trật tự, rồi là an ninh, rồi là giao thông. Nhiều người dân ở đây họ rất là bức xúc về cái vấn nạn trâu bò này. Bữa nay gần đây á là họ còn xuất hiện thêm là nhiều các cái con trâu bò sữa nữa. Bức xúc trước vấn nạn này, nhiều hộ dân phân công người trực để đẩy đuổi đàn gia súc ra khỏi khu dân cư. Bảo vệ công viên cây xanh thành lập tổ bắt, cột bò vào gốc cây để chờ người đến nhận. Thậm chí chính quyền địa phương còn treo bảng ngay trên đường, cấm thả rông trâu bò như thế này, nhưng đàn gia súc vẫn tiếp tục hiện hữu. Có chính quyền với lại có bảo vệ của tập đoàn Xuân Group nè, là bác rồi kêu dân xuống để cho họ xin lệ đồ đó, nhưng mà rồi cuối cùng là họ vẫn thỏa ra rồi địa phương họ lồng biển đó cấm đó, nhưng mà vẫn thấy thỏa, thường xuyên thỏa nhiều lắm. Thì trước đây là người dân phản ánh rất nhiều đến chính quyền và mong chính quyền là tìm cái hướng xử lý, nhưng mà chính quyền lại là xử lý kiểu như là chưa đúng cách hay là như nào đấy cũng không biết. Thì trâu bò thì không thấy giảm mà càng ngày thấy càng đông hơn. Nên là người dân càng ngày càng bức xúc. Qua phản ánh của người dân, bò thả rông ngoài đường không người chăn dắt. Qua nhiều ngày mật phục, chúng tôi cũng gặp được người chăn bò thuê cho nhà hàng chuyên bán bê thui trên địa bàn phường Hòa Hải. Người này cho biết nhiệm vụ của họ là canh bò từ xa, bò ăn ngủ ở đâu anh ta không quan tâm. Dê này không biết, dê nó có ở đó, chứ bò bò này có mười mấy 20 con nhé. Rồi túi đem bò về thì nhốt ở đâu? Thì cọc đệ ở đây chứ. Cọc đệ chứ không có chỗ nhốt rồi. Chứ trùng mua có chỗ, trùng nổ thế đất đó, chỗ không có chỗ nhốt. Đó là những chỗ nuôi, đó là trường hợp những anh bà đốt nuôi quá nhiều, chẳng hạn như trao rồi đi túi đi rong đi đũa, chúng tôi là nuôi cái gì có bò có nơi có chỗ quy định nhốt được quần ấy. Những cái chỗ mà ví dụ như bà đốt rồi nuôi mua gì rồi thỏa rong trao đi cỏ đây mà quẹt bò đi ngay ngon không có chuồng trại thì đó là cái chuyện của họ chứ tôi không biết được. Còn tôi nuôi là lúc nào tôi phải chấp hành ấy, túi nhốt rồi chuồng trại đồng quần, túi đã là giữ đồng quần, tôi có trại giữ đó.